Rồi quý vị ơi, tiếp theo 930, 7 cây sâm hương giá 300.000. Cây thứ nhất đây. Rồi cái tàn nó đây nha. Cây số 2 đây. Đó. Mấy cái này là nằm trong chậu lâu lắm rồi nha. Cây số 3 đây. Đó. Bán 7 cây này á là đóng thùng đồ đi giao hết rồi, tôi còn lời được 50.000 nha quý vị. Ba xị rồi lời được 50 nha, thay vì bán 6 cây là tôi còn lời được 100 nha, còn bán cho 7 cây như khuyến mãi 1 cây đó là còn lời cái 50.000 đó nha quý vị. Rồi cái này tôi đi mua về bán nha, chứ không phải của nhà đâu. À đây nè, đó rồi, cây này cây số 6 đây nè. Đó. Cây này là cây cuối cùng, cây số 7. Rồi cái lô này là 7 cây nha, đây trên đây 4 cây nha. Cây thứ 5 nha. Cây thứ 6 nha. Đó. Cây thứ 7 nè. Đó, dán bài bài không có muốn đổ về vô cũng nhân gặt nó xuống cái thành cây đổ. Rồi 7 cây ba chị. Xuống luôn bây ơi.